Hello tất cả anh em ha. Thì chào mừng tất cả anh em đã đến với chương trình của Crystal Insight ha. Thì cũng như video lần trước á, thì mình cũng đã có một bài nhận định về cái đường giá của Bitcoin. Thì ngày hôm nay chúng ta đã dần mở ra được cái kịch bản tiếp theo của Bitcoin sẽ như thế nào ha. Thì như video lần trước á, mình đã trình bày với anh em á, thì đến tới thời điểm hiện tại là lúc 4 giờ 30 chiều ngày 5 tháng 3 năm 2022 ha, thì nhìn vào chart chúng ta cũng thấy rằng á, Bitcoin đã không giữ được cái mức support ha, tại khu vực là CBA ha, là cái đường màu xanh này. Hôm qua mình có trình bày với anh em ha, đường màu xanh này chính là cái đường support quan trọng, là cái vùng giá là từ 40 cho tới 42.000. Thì cho đến chiều hôm nay á, chính thức Bitcoin đã không giữ được cái vùng giá này và để mất qua cái vùng support này ha. Bên cạnh đó thì giá của Bitcoin á, cũng không thể nào được giữ được khi mà mất luôn hỗ trợ tại hai vùng support, tại đường EMA 20 và đường EMA 50 nha mọi người. Thì từ cái việc mất đi cái sự support tại chỉ số CBA và hai cái đường EMA á, thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục đến một kịch bản mới dành cho Bitcoin. Đó chính là gì ạ? Chúng ta sẽ vô hình chung, đường giá của Bitcoin có vẻ như đang tạo thành một cái mô hình là gì ạ? Ascending Triangle, là mô hình tam giác tăng ha. Thì theo như mô hình Ascending Triangle á, thì chúng ta đang thấy một sự tương đồng rất là sâu sắc ở đây luôn ha. Ở đây điểm A nè, ở đây chúng ta có điểm A ha, trên mô hình ở đây chúng ta cũng có như vậy ha, điểm B ha, và điểm B ở đây ha, và điểm C ở đây ha, và điểm D ở đây, và cuối cùng là điểm E ha, điểm E như mô hình. Và theo như mô hình, nếu như á, cái đường giá của Bitcoin hiện tại có thể đi song song với cái mô hình, thì rất có khả năng á, vài ngày tới đường giá Bitcoin sẽ đi lên quanh khu vực này ha, và có khả năng là lên tới điểm E ha, và sau đó là bùm. Từ cái mô hình giả thiết ha, so với cái mô hình thực tế, thì rõ ràng chúng ta đang có một cái đường hỗ trợ support là đường màu xanh ở đây nè ha. Đó, đây là một đường support ha, dành cho Bitcoin. Và trong thời gian tới á, rất có khả năng giá Bitcoin sẽ đi loanh quanh ở trong cái vùng á, là tầm 38.000 cho tới là 44.000 ha. Nó sẽ loanh quanh trong vùng này. Và cái đường support mạnh nhất dành cho Bitcoin ha, vào thời gian tới đó chính là không được mất cái mốc từ 38 ha, cho tới là 39.000 ha, từ 38 cho tới 39.000. Nếu như Bitcoin mất đi cái đường support ở khu vực 38 cho tới 39.000, thì tiếp theo chúng ta có khả năng cao sẽ đối diện với một cái vùng giá thấp hơn của Bitcoin trong tương lai, với cái mức là như thế nào ạ? Để mình đo cho mấy bạn xem ha. Đường giá trong tương lai sẽ, giá Bitcoin sẽ đối diện đó chính là bằng cái đường giá tại cái mũi tên mình vẽ này nè ha. Thì khi đó giá của Bitcoin trong tương lai sẽ nằm ở cái khu vực là nhiêu ạ? Là từ 31 ha, từ 31 cho tới tầm 32.000 ha. Đó, nếu như mô hình này diễn ra trong tương lai ha. Và để chứng minh cho tương lai khả năng cao mô hình này sẽ thành sự thật, thì tiếp theo mình sẽ đưa các bạn đến một cái mô hình mới để chứng minh cho cái mô hình Ascending Triangle hiện tại này là đúng. Nhưng trước tiên để chuyển qua cái mô hình mới, thì mình mong mấy bạn có thể nhấn vào phần miêu tả video và có thể tham gia vào nhóm tín hiệu Telegram của mình, cũng như là có thể tạo tài khoản tại các sàn Huobi, MSC và Binance để được giảm 10% phí giao dịch, cũng như là để ủng hộ kênh ha. Ok, và để chứng minh cho cái mẫu hình là Ascending Triangle trước á, là chứng minh cái đường giá sẽ giảm xuống cái khu vực 31.000, thì bây giờ á, chúng ta hãy nhìn vào cái mô hình Bump and Run Reversal Stop đi ha. Thì á, theo như mô hình này á, thì á, nếu như cái đường giá bị phá vỡ khỏi cái mức support ở cái khúc đường màu đỏ này nè ha, thì giá sẽ chính thức đi xuống ha, và hai cái mức target
để mà đạt để đạt được cái giá đi xuống, đó chính là hai cái khoảng cách là từ khúc trên là từ cái đường support này là lên cái đỉnh này ha. Thì đây đó chính là cái target đầu tiên, đó nó sẽ bằng với cái target từ cái điểm á, là phá qua cái support này ha, đó chính là cái target thứ nhất là 35.000. Thì cái target này chúng ta đã từng đối diện, đó chính là điểm á, thời điểm nào ạ? Đó chính là thời điểm mà quân Nga chính thức nổ súng tại đất nước Ukraine ha. Thì đó thì khi đó thì đường giá đã chạm đến cái ngưỡng target đầu tiên, đó chính là 35.000. Sau đó có một cú gọi là gì ạ? Rút gâu lên để chứng minh được cái đường giá này nó đúng với cái mô hình đó, là boom and run reverse top ha. Và tiếp theo cái target thứ hai của cái mô hình này, đó chính là đường giá sẽ bằng với cái khoảng cách từ cái đường support này cho tới cái đỉnh này ha. Thì đó, nếu mà đo ra như vậy á, thì cái target 2 á, thì giá Bitcoin á, rất có khả năng sẽ về là 31.000. Và đây chính là khả năng cao giá Bitcoin sẽ là gì ạ? Là sẽ đối diện ở trong tương lai, đó chính là mức 31.000 ha. Do đó thì chúng ta hãy quay lại với cái mô hình Ascending Triangle đi ha. Nó đúng với cái mô hình này là sao ạ? Là cái đường giá ha, cái đường giá giảm xuống như vậy thì nó sẽ bằng với cái khoảng cách từ đây nè ha, cho tới đây ha. Thì hồi nãy mình có copy cái mũi tên này mình bỏ xuống đây, thì rõ ràng cái khu vực giá cái mà target 2 á, của mô hình boom and run reversal stop á, nó bằng đúng y với cái vực gì? Nó bằng đúng y với cái giá tại cái mô hình ascending triangle này ha. Theo như những cái cách phân tích kỹ thuật mà mình đã trình bày cho anh em á, thì bây giờ cái mốc mà Bitcoin cần giữ đó chính là mốc từ 38 cho tới 39.000 ha. Và nếu như mốc này bị mất đi thì chúng ta rất có khả năng sẽ đối diện với một cái mức giá đó chính là 31.000 ha. Điều này á cũng đúng so với thực tế là gì ạ? Mấy bạn hãy nhớ ha, đó chính là vào ngày 17 tháng 3 này Fed sẽ chính thức có một họp về liên quan tới funding rate, có nghĩa là lãi suất ha. Và khả năng cao á, mình có nghe thông tin là gì ạ? Khả năng cao Fed sẽ tăng lãi suất, thì mình do đó những cái thông tin bên lề đó kết hợp với phân tích kỹ thuật của mình á, thì á, có đến 70 cho tới 75% là giá Bitcoin rất có khả năng vào cái ngày hoặc là trước khi mà ngày mà Fed công bố lãi suất á, thì giá sẽ có khả năng là giảm rất sâu và về tới cái vùng là 31.000 ha. Thì á, trên đây là cái phần nhận định và phân tích kỹ thuật của mình ha. Và tất cả những thông tin mà mình đưa tới anh em chỉ là mang tính chất là thông tin nha, và không phải là lời khuyên đầu tư ha. Mọi trách nhiệm về tiền bạc của anh em thì mấy anh em tự quyết định ha. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt tất cả anh em.